Hello, căng rồi cô chú anh chị ơi, ghê quá. Mọi người ơi, bà Mã Lai bị giám đốc văn phòng công tố viên tiểu bang bên Malaysia ra quyết định án phạt 7 năm tù luôn. Về hành vi tội gì thì mọi người có thể tìm đọc quyết định được chụp lại đưa trên mạng xã hội. Nhiều đứa bảo quyết định không có dấu của giám đốc công tố. Theo ta được biết, tùy mọi quốc gia nha, có quốc gia chỉ được sử dụng chữ ký và logo, không dùng con dấu. Rồi ở dưới cái bản này có bình luận như thế này nè: tội cướp tài sản có trị giá tương đương 300.000 tiền Malaysia, tương đương với hơn 1,5 tỷ đồng. Rồi, tốn rồi. Trời ơi, bên đó buổi chiều giờ chia ra răng răng răng. Em sợ quá cô chú anh chị, em chạy qua bên những cái người mà liên lạc được với chị Ni để mà chia sẻ cái thông tin này, để xem coi tình hình của chị Ni như thế nào. Rồi em qua em thấy, ủa sao bà này bà bị truy tố rồi bị phạt 7 năm tù, mà thấy chiều bà mới đi đi chơi với hội bạn của chị Ni, còn live stream nữa, sao kỳ vậy, không biết hay chưa ta. Ơi, thật sự nói giỡn chơi vậy thôi, lại là một cái thông tin nói vậy không. Thua những người này luôn, bị truy tố, bị ở tù mà người ta đi dài dài ngoài đường, mới mới đi sở thú về nữa. Dẫn con đi chơi với chồng con người ta nữa, không biết bị truy tố này, truy tố cái gì ha, hay là truy tố nằm mơ ha cô chú anh chị ha. Thật sự ra không biết là còn bao nhiêu thông tin để mà lên vu khống nhục mà thậm chí hạ bệ danh dự Jenny nữa. Nhưng mà em thấy thương cho những cái khán giả bên đó quá cô chú anh chị, giống như họ tin, họ họ ủng hộ cái người mà giống như xem họ giống như những con lừa, đúng không? Xem họ giống như con lừa, là thích lừa là lừa. Tại vì sao? Tại vì họ có thể tung ra bất cứ thông tin nào không cần kiểm chứng để mà hạ bệ người khác, rồi mọi bên đây cứ tưởng đâu thật, mừng vui húm hở, rồi trời ơi phải vậy hả, rồi mừng quá. À, nhỏ này tao nói là đúng rồi mà, nó sẽ bị vi phạm này kia. Trời ơi, cuối cùng ra có đâu cô chú anh chị, toàn là những cái tin dịch, toàn là những cái thông tin họ đưa ra để cho quý vị thấy rằng á, là chia rẽ chị Ni cũng giống như là hạ bệ, gây sức ép lên gia đình của chị Ni, bắt chị Ni là không về đây để mà giúp đỡ Hồng Loan nữa thôi. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, càng làm á thì cái tính của chị Ni càng bị tấn công á, thì người ta càng làm và càng làm quyết liệt hơn nữa đó. Thì mình yên tâm ha, không có gì đâu. Bây giờ là lo đi đòi 5 cái miếng đất mà bữa giờ chị Đại trốn mất tiêu của chú anh chị. Chị Đại trốn mất tiêu à, gọi điện cũng không nghe máy, lại nhà cũng không gặp mặt. À, mà chị Đại kêu nó là nào đi qua đây đi, nó dám ra đường không? À, tới lúc người ta ra đường á, người ta điện á, thì lại không dám ra. Chị Đại chơi kỳ quá nha. Bây giờ chị Đại lên tới đòi kiện người này người kia ở Việt Nam nữa, chị Đại này chơi không được rồi nha chị Đại ha. Thì đầu tiên chúng ta thấy một cái thông tin khá cực kỳ là thú vị ha. Thì mới nhất chiều nay là chiều ngày hôm qua của chú anh chị, thì chị Hồng Loan có thông báo là 8 giờ tối nay, 8 giờ tối ngày hôm qua đó, là sẽ live stream để mà bán hàng cũng giống như trò chuyện. Thì cái cô ve cổ cũng lên, cổ nói cũng đăng lên là 8 giờ live stream nữa. Quý vị thấy không, một cái sự ganh ghét mình không bằng người ta mà làm gì, thấy nhục chưa? Mình lên live stream á, dọn dẹp á, có mấy trăm người xem mà. Còn Hồng Loan live stream mấy ngàn con người xem. Mà mình live stream á, thì mình bị chửi. Còn Hồng Loan live stream á, thì được mọi người yêu thương. Và mọi người quan tâm, mọi người mua hàng dùng Úc ủng hộ. Vậy mà không biết nhục, còn phải cạnh tranh nữa. Ganh ghét với Hồng Loan gì nữa, thời điểm này ganh ghét gì nữa. Mình lo giải quyết những cái câu chuyện, những cái câu dấu chấm hỏi mà người ta đang hỏi mình kìa. Có ăn chặn cái tiền quyên góp để xây mộ cố nghệ sĩ hay không, có đám tang hay không, thì sao kê kìa. Tại sao nói rằng á, là mình không liên quan tới vụ kiện tụng mà lại đi lập vi bằng di chúc miệng đó. Tại sao nói rằng là không có tiền để mà lo đám cho cậu, mà bây giờ người ta phát hiện ra là tiền vàng mình một đống. Quý vị không, rõ ràng là có rất là nhiều những cái câu hỏi mà chính cô cháu gái này đã đưa lên không gian mạng, đã đưa lên cho mọi người. Và bây giờ chính cũng chính là cô cháu gái này không giải thích, dù người ta phát hiện ra đây là những cái sự giả dối, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ mà ghen ăn gì nữa, đăng cái clip á, ca nhạc á có vài chục ngàn à, mà cả tuần lễ. Còn Hồng Loan á đăng cái nào cả triệu view, cái đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là mọi người yêu mến và ủng hộ Hồng Loan. Mình không có cửa đâu,
Đừng có nghĩ rằng mình là giọt máu duy nhất hay là giọt máu đào ảo tưởng nữa. Sống thật lại đi. Khi mà mình phỉ báng, mình nhục mạ khán giả, mình chửi khán giả, thì cái đó cũng chính là tự chặn con đường cái sự nghiệp của mình rồi. Không ai mà có thể mà lên mạng mà nghe một cái người ca sĩ mà đã từng chửi khán giả là ngu ngốc, rồi là tu hú, nào là gác, nào là không có não, rồi nào là ếch ếch, nào là tùm lum hết trơn á. Dùng cái từ, những cái từ ngữ nào cũng có thể dùng cho khán giả. Em nói thật sự chưa, quý vị thấy không? Từ xưa tới giờ nghệ sĩ dính drama đâu phải là không có đâu. Nhưng mà quý vị thấy không? Từ những người nghệ sĩ lớn tới những người nghệ sĩ nhỏ, chưa có một người nào lại lên mạng lại dám đối đáp, lại chửi những khán giả của mình bằng những cái câu nói đó hết. Chỉ có cô cháu gái này thôi. Bởi vì quá xem thường thì giờ đây phải nhận lại hậu quả. Còn bà tao nín ở cô chú anh chị thì hôm nay lại tiếp tục dựng 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 lên nữa rồi là hôm nay tiếp tục tấn công cô Phương Hồng Thủy nữa rồi, quý vị thấy không? Hết tấn công cô Ngọc Huyền, chơi cô Ngọc Huyền là hát không hay, rồi tấn công là cô Thoại Mỹ, rồi hôm nay là tấn công cô Phương Hồng Thủy, quý vị thấy không? Lợi dụng cái danh nghĩa là hồng nhan chi kỷ rồi đi chơi hết người này người kia, trong khi bản thân mình là gì? Người ta là ca sĩ, nghệ sĩ, người ta đi đâu á, khán giả người ta chào đón, người ta xin chụp hình. Còn cái dạng như cô đi tới đâu á, người ta lấy chổi người ta quét tới đó mà không biết mang nhục, mà đi chơi người ta hát dở. Quý vị thấy rõ ràng không? Đang lợi dụng hình ảnh của cô nghệ sĩ để tấn công những cái người mà gọi là hồng nhan, ghen mà. Ghen 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 quá, tức quá. Ngày xưa anh Năm không chịu mà, anh Năm đã đi chung với những đóa hoa bỏ ghê cái bông hoa nhài này, nên bây giờ cô ta gặn cô ra ghen tình hận tình, nên bây giờ mượn cớ này để tấn công đó. Ngồi có việc là cắt ghép ghi âm thì lên xúc phạm hết người này người kia. Thì ta, em hỏi nè, những cô chú anh chị đang ủng hộ cho cái việc gì? Nếu mà mình ủng hộ cho cái việc mà gia đình của cô cháu gái và Hồng Loan là hai câu chuyện hai bên, đúng không? Thì cái người ở đây á, chúng ta ủng hộ nhất là phải cố nghệ sĩ không? Dù bên nào thắng bên nào thua, mà cái người chúng ta phải quan tâm đó nhất là cố nghệ sĩ. Và chúng ta phải làm để cho không có người nào mà nhục mạ danh dự nhân phẩm của cố nghệ sĩ, những uy tín mà ông đã dành cả cuộc đời mình để gây dựng. Dù Hồng Loan có thua đi chăng nữa thì nhưng mà cố nghệ sĩ cũng không sai, và dù cô cháu gái có thua đi chăng nữa thì cố nghệ sĩ cũng không sai. Và mục đích chung đây á, là danh dự của cố nghệ sĩ đang bị chà đạp bởi những con người mượn danh là chi kỷ đó. Vì thấy rõ ràng không đó? Quý vị thấy bây giờ lôi cô Phương Thủy lên đó. Nói cô Phương Thủy như thế này nè cô chú anh chị. Đây em đọc cho cô chú chị nghe nha. Với cái hình hài này quay trở lại thế giới này thì anh có lên sân khấu anh hát cũng xấu hoắc hà, không có đẹp đâu. Người kể chuyện gắt vô tư, người ngồi nghe bật cười gắt vô tư, sao lại có thứ vô tâm như được vậy, như vậy được. Ý là nói là trong một cái buổi phỏng vấn thì cô Phương Hồng Thủy ngồi nói chuyện cũng giống như là chia sẻ lại những cái kỷ niệm, cũng giống như những cái lời nói của cô với Vũ Linh đó cô chú anh chị. Thì cái chuyện đó ta nói chơi, anh em ta nghệ sĩ ta dẹ ghẹo nha, ta nói chơi là chuyện bình thường, nói vậy mà cũng đem lên chửi nữa, thua luôn. Vậy thôi, cô Thao Nghiến này bây giờ là hết hết thuốc chữa rồi. Em đọc cái bài bình luận của anh Lê Tính cho cô chú anh chị nghe nha. Rõ ràng tụi này nó có kế hoạch hẳn hoi. Đây là hành động cay cú vì biết mình thua trắng tay. Cay cú vì đồng bọn đều có lý lịch đen lần lượt bỏ cuộc chơi. Cay cú vì biết bao nhiêu chiêu trò mưu kế đều thất bại. Cay cú vì góc tối từng đứa bị cộng đồng mạng vạch trần. Cay cú vì tốn tiền mà kết quả không như ý muốn. Tụi nó đang lều được ăn cả ngã về không. Con hờ phờ thì cố tình khiêu khích để chọc tức cộng đồng mạng. Con gì ghẻ bắt nhăn biết chắc ở Mỹ sẽ sử dụng hình ảnh của người ta không được phép là phạm luật. Tội phỉ báng chế nhạo người khác mà nó vẫn làm một cách công khai. Vì nó hận chị Thủy là người làm chứng Hồng Loan có mặt bên cạnh cố nghệ sĩ những giây phút cuối đời. Nhìn dòng status của chủ nhân cũng biết rõ được con người mù nhận thức, nhan sắc cũng dị hình, dị dạng, lại đi chơi nhan sắc của một cái nghệ sĩ nổi tiếng ngộ ghê. Không sợ trời, không sợ đất, xem thường pháp luật, không còn tự chủ, mất bình tĩnh, tâm ma bộc phát, cố tìm cách vùng vẫy để tìm cách sinh tồn. Hành động của một con thú
bị mắc bẫy và biết chắc mình sẽ không còn cơ hội tồn tại, team gia đình cần phải cẩn thận. Đó, ý là nói về cái cô mà soạn giả nữa cô chú anh chị, thật sự em thấy rất là đúng. Đúng không cô chú anh chị? Hết chơi người này chơi người khác. Mà những người này quý vị thấy không, người ta cũng chẳng nói về cái cô này hết. Mà em nói thật sự, cái cô Tao Nghiến ơi, cô biết tại sao mà cô nói về cô Thoại Mỹ, cô nói về cô Ngọc Quyền mà người ta không nói gì về mình không? Cô nói về chú Ngăn Tấn, nói về chú Linh Tâm, người ta không nói gì mình không? Tại vì á, cô không đáng để cho những cái người này, người ta nói lại, người ta xem cô giống như là cái gì đó gọi là thôi thúi trên dọc đường đi. Mà có thui thúi gì, người ta bịt khẩu trang, người ta đi qua cái là xong à. Không cần phải đôi co, phải trách móc với cái vật đó. Nên á, quý vị thấy không? Đâu có cần phải lên tiếng, nhưng mà cần hành động thôi là chúng ta thấy được là người ta xem thường. Bây giờ cô Mai cũng có lôi lên hết đi. Càng lôi lên thì người ta càng thấy được hổ gõ bản chất rồi. Xong cái drama này, cô còn sống cô còn sống được với cái phẩm chất này hay không? Hay là bị tẩy chay? Hay là bị mọi người không chê nữa? Thì từ từ sẽ biết thôi cô chú anh chị. Đó. Thì quý vị thấy không, đây nè cô chú anh chị, đó, lần này thì cô cháu gái sẽ tức cay, tức đắng, tức đau, tức đớn, mà em nói tức mà không còn gì để nói nữa, chết rồi. Hồng Loan hát dở quá, Hồng Loan hát phô này kia mà bây giờ được mời tham gia một cái chương trình của các nghệ sĩ lớn, có tên có tuổi rõ ràng nha, chứ không phải là giống như live show bên kia nha. Cô cháu gái tức quá, sao không có nghệ sĩ lớn nào mời cho vậy? Thôi vậy mai mốt mình gần Tết mình mở thêm cái live show 3 đi, để mình tự đánh bóng tên tuổi mình. Tại bây giờ á, tới mà quý vị thấy không, tới mấy cái nhà hàng á, người ta còn là đưa vô danh sách đen là không được mời cô cháu gái này rồi. Thì nói chi là những người nghệ sĩ mình sống tốt quá. Ủa tại sao trong cái giới nghệ sĩ không ai đứng ra bên mình như vậy? Chỉ có những người nghệ sĩ hết thời giống như là muốn tìm lại đắc diễn hoặc là muốn nổi lên chút xíu á thì lên bên vực thôi. Còn những nghệ sĩ mà người ta có tiếng có tuổi á, quý vị thấy không, đâu ai bên đâu. Vì thấy lạ đời không, nếu sống tốt quá tại sao mà ta không chơi? Trong khi á, Hồng Loan không phải là nghệ sĩ, Hồng Loan không có fan, cũng Hồng Loan cũng là không có giao lưu, cũng không có tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ này, mà cô cháu gái lại tiếp xúc nhiều. Mà bây giờ vậy không, người ta tàn binh vực, người ta bảo vệ Hồng Loan thôi, sao vậy? Tại vì người ta biết được cái sự thật nó như thế nào. Bởi vậy đừng có ma mị mọi người được chứ, làm gì ma mị được những người này, đúng không? Đó, lần này là tức ha, thấy Hồng Loan có hình trong cái live show lớn là tức nữa rồi. Rồi, Tiến tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị một cái tin của anh Song Minh, nói về Má Tư Quốc Thanh nha cô chú anh chị ha, rất là hay, em cũng muốn đọc và chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì nói như thế này, Má Quốc Thanh có phải là chi kỷ hơn 40 năm của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không? Tôi xin nói những gì mà tôi được tai nghe mắt thấy. Một, có người bảo những cái câu chuyện mà Mách Thanh kể về cố nghệ sĩ Vũ Linh là xạo ke, xạo ở đâu tôi không biết, nhưng bản thân tôi trong những lần ngồi trò chuyện với cố nghệ sĩ Vũ Linh ở nhà, ở hậu trường sân khấu hay ở một số đám tiệc lúc sinh nhật, lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh luôn thả thòng một câu, không được đăng báo, đăng là tôi chối, gán chịu à nha. Và trong những câu chuyện không đâu, không đầu không đuôi ấy, có rất nhiều câu chuyện dính dáng đến Má Tư Quốc Thanh. Bây giờ đối chiếu lại một số câu chuyện mà Má Tinh kể lại trong cái thời gian qua, tôi thấy rất khớp với lời kể của nghệ sĩ Vũ Linh. Tin tức vì hồi đó tôi không có ghi âm lại. Tôi tức vì hồi đó tôi không có ghi âm lại. Nếu không thì bây giờ đã có cái mở cho mọi người nghe rồi. Nhưng mà lương tâm tôi đâu có cho phép làm chuyện đó. Thường thì tôi chỉ ghi âm cuộc trò chuyện khi nghệ sĩ cho phép để đăng báo. Nhưng khi nghệ sĩ Vũ Linh đã nói không được đăng báo thì tôi ghi âm để làm gì? Dù không ghi âm nhưng sự thật nó đang nằm trong trái tim của tôi nè. Không khác gì bản thân, không khác gì bản ghi âm đâu nha. Hai, tôi cũng đã xem lại rất nhiều hình ảnh tư liệu, những video clip trên mạng. Trong tất cả những đám tiệc, những sự kiện quan trọng liên quan tới cuộc đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh đều có mặt Má Thanh. Vậy có được xem là chi kỷ chưa? 14 giờ ngày 5 tháng 3, tôi có mặt tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm khi thông tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cách đó hơn một tiếng, vừa đến, tôi đã nhìn thấy Má Thanh ở đó chung tay cùng với mọi người lo hậu sự. Vài tiếng đồng hồ sau, xe chở cặp
Lan Trắng của nghệ sĩ Tài Linh đến viếng Vũ Linh. Chính tay tôi đã chụp hình cặp lan này. Khi bàn thờ của nghệ sĩ Vũ Linh được nhà hoàng chuẩn bị xong thì cặp lan ấy cũng được đặt trang trọng ngay trước bàn thờ. Cho đến chiều ngày 6 tháng 3 tôi nhìn thấy hoa viếng của má Quốc Thanh được mang đến để trước bàn thờ nghệ sĩ Vũ Linh. Chính Bình Tinh đã nhờ người đưa hai chậu lan của nghệ sĩ Tài Linh để một bên bàn thờ, một bên còn lại là để hoa viếng của má Thanh. Hoàn toàn má Thanh không hề can thiệp gì vô chuyện để hoa này. Vậy thông tin má Thanh ghen với nghệ sĩ Tài Linh lúc nào mà tôi không biết. Tôi khẳng định một lần nữa, tôi chỉ thích nói sự thật, những gì mà mình tai nghe mắt thấy, còn tin hay không tin là quyền của mọi người. Đó, vậy không? Đó, khi mà mình nói sự mà gian dối, bây giờ bị ta là đó, lên mạng bêu xấu nhục mạ, rồi nói má Thanh ghen với nghệ sĩ Tài Linh này kia, cuối cùng không? Dành để chỗ hoa giả. Cái người ta chứng kiến nè, người ta nói nè, mà không phải một người đâu mà rất là nhiều người khác nữa cần làm chứng không? Người ta ra ta làm chứng cho. Đó. Rõ ràng quý không? Càng dạy dỗ thì càng chết. Đó. Có chú anh chị không? Đó. Rồi, một cái câu chuyện cuối mà em muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Đó là liên quan tới cái cô mà bông hậu Củ Chi. Thì lại một lần nữa em thấy chiều nay lên cái clip và hùng hồn lắm. Nội dung này rất là dài nhưng em tóm tắt như thế này nè. Thứ nhất là cô hâm kiện một số người là yêu cầu là gửi hình ảnh của cổ. Rồi cái thứ hai ở đây á, cổ chửi là cái drama là drama rác. Rồi cổ nói rằng á là tại sao mà nhờ có cổ, cũng giống như là nhờ truyền thông, nhờ YouTube đi đầu để mà đưa thông tin này kia nên Hồng Loan mới được ngày hôm nay. Rồi Hồng Loan để cho người khác sỉ vả, nhục mạ, rồi chửi chị Ni. Nói chung là rất là nhiều, nhưng mà em nói như thế này nè. Thứ nhất nè, drama này á, Hồng Loan có mời chị đến đây để mà đưa tin không? Hay biết bao nhiêu cái drama khác chị cũng đưa tin đó, tại sao chị không kêu những cái người mà chị đã từng nói trong những cái drama khác, những câu chuyện khác đó lên cảm ơn chị? Đó, chị có không? Mà mục đích của chị đến đây á, là chị phải vì kiếm tiền không? Có không? Chị kiếm được tiền trong cái thời gian đó, em bảo đảm với chị, phải hơn 100 triệu. Vậy chị nghĩ đi, chị là người nên cảm ơn Hồng Loan hay Hồng Loan nên cảm ơn chị? Đúng không? Hồng Loan có khiêu người nào tấn công chị thì cái đó em không biết, nhưng mà em chưa thấy. Như có thấy chị đưa ra cho mọi người coi. Chị trách Hồng Loan là tại sao dù có binh cho một câu đi chẳng nữa cũng cảm ơn. Ủa, vậy những cái câu chuyện trước đó chị cũng binh đó, chị xong kêu những người đó cảm ơn chị. Bây giờ chị phải bắt người ta cảm ơn trong khi người ta không mời mình đến. Mình đến đây chỉ vì tiền, mình cũng lợi dụng hình ảnh của người ta để kiếm tiền, mà bây giờ mình bắt người ta phải cảm ơn mình là sao với trời? Rồi em nói cái quan trọng như nào, chị chắc là tại sao mọi người cứ nói tới chị trong khi chị đã không nói nữa. Chị có thật là chị không nói không? Chị có thật là chị không nói không? Hay là chị vẫn vùng vẫy, chị nói khéo nói này kia để trách móc? Thật sự nếu mà chị không tham gia, chị bị bao nhiêu đơn kiện, thì cái đó là cái quyền và cái nghĩa vụ của chị, và cái đó là cái trình độ của chị. Khi chị lên mạng chị nói chuyện, chị vi phạm thì chị phải chịu thôi, sao trách Hồng Loan được? Hồng Loan đâu kêu chị nói những cái thông tin đó để chị bị kiện. Nhận tiền, lúc chị nhận tiền chị có cười không? Chị có vui vẻ không? Mà sao lúc bị kiện cái chị đổi thừa là do người đó? Vậy mai mốt những cái vụ kiện nào, những cái vụ nào chị bị kiện mà liên quan tới cái việc mà chị làm, chị đổi thừa cái chủ nhân của cái vụ việc, cái drama đó hả? Đúng không? Đó. Rồi chị nói cho chị nghe này. Chị nếu mà chị thấy mình bị kiện, mình âm thầm mình rút lui, hoặc là mình tuyên bố xong mình rút lui, ok, mọi người vẫn tôn trọng chị vì chị cũng đã từng bảo vệ Hồng Loan, không ai nói gì hết. Nhưng mà cái độ của chị làm như thế nào? Trước khi chị nghĩ, chị đem mọi thứ, chị bức xúc về Hồng Loan, chị nói lên trên mạng xã hội để làm sao? Để hướng dư luận những người mà đang ủng hộ chị đó là quay sang tấn công Hồng Loan, nói Hồng Loan là cái người vô tình, Hồng Loan là cái người mà không phải như vậy. Mà trong khi trước đây chị là cái người mà khen Hồng Loan nức nở, là tội nghiệp cô ấy này kia. Nhưng mà em hỏi chị là cái drama chị giúp được gì? Nhờ chị nói Hồng Loan thắng kiện chưa? Nhờ chị nói mà Hồng Loan có bớt cái lá đơn kiện nào chưa? Nhờ chị nói Hồng Loan có thêm 1.000 nào chưa? Nhờ chị nói Hồng Loan có bị mẹ con cô Sáu rút đơn không? Không có. Mà chị nói càng nhiều thì tiền chị càng nhiều. Em cũng thừa nhận em nói càng nhiều tiền em nhiều.
Đó là sự thật. Em thấy đúng. Quan trọng là, quan trọng drama này là Hồng Loan phải là người đúng, chúng ta ủng hộ bảo vệ. Nó còn giả sử như chị không thích nữa thì chị âm thầm chị lặng lẽ đi thôi, người ta vẫn tôn trọng ủng hộ. Lần này chị quay lại chị trách, chị chửi người ta. Chị là cái người khơi mào lên để cho người ta hiểu lầm về Hồng Loan. Hồng Loan chỉ giải thích, cũng giống như những người bảo vệ Hồng Loan, chị Ni chỉ giải thích những cái điều của chị nói là không đúng. Ủa gì sai sao mà chị lên chị trách? Chị nói ta phải cảm ơn chị rồi tấn công chị. Tấn công cái gì em hỏi? Từ đầu giờ, từ bây giờ chị là chị chửi Hồng Loan là ghét chị, nó Hồng Loan là không phải khờ mẹ năm con này kia. Hồng Loan chửi chị cái gì? Chị lên mạng chị show cho mọi người xem thôi. Hồng Loan chửi chị cái gì? Không có cái gì hết mà chị lên chị làm như vậy, chị không thấy có lỗi hả? Mà bây giờ chị còn to miệng lên chị hù dọa chị kiện người này, chị đủ quyền lợi thì chị cứ kiện đi đúng không? Đó, bình thường mà ai lên mạng này cũng phải chịu trách nhiệm trước những hành vi, những cái gì mình nói mà. Chứ đừng có chơi cái trò đó nữa chị. Mình đã quay xe thì mình gọi là mình quay xe đi, mình đừng có nói nữa. Mình cố mình níu kéo cái drama này. Bây giờ mình chơi drama là rác. Mình đã phân biệt là mình lên mạng là mình phải chịu trách nhiệm. Mình nói là ghét. Ủa những người mà người ta đang tham dự drama này nè, có phải chị đang chửi vô mọi người không? Chị nói những người mà đây drama này ma rác. Ủa chị sỉ nhục người ta mà không cho ta nói về chị. Giống như chị có thể nói về người khác mà không cho người khác nói về chị hả? Chị đâu ra vậy? Chị khôn quá vậy? Chị sống như thế nào á thì rất là nhiều người biết. Đừng có để những cái người đó, người ta bức xúc, người ta lên, người ta kể những cái chuyện khác nữa là mang nhục nữa. Nói thiệt, đáng lẽ em không muốn nói về chị, nhưng mà chị hùng, chị hổ, chị chửi là ghét. Ủa ai là ghét? Chị nói đây, chị nói drama này drama rác. Drama rác mà chị nhào vô chị hốt cho đã, xong rồi chị nói rác hả? Rồi sao chị sống làm như phải để cho người ta nể chứ. Dù sao chị cũng tự xưng chị là đại gia, rồi chị là bông hậu này kia mà. Vì có lẽ vì có nhiều chuyện đó mà chị quay lại ngược chị nói tốt là những cái điều chị nói đúng không? Đó. Chị nói chị Ni làm gì chị, lên nói xấu gì chị. Hồng Loan đứng kế bên không biết hả? Ủa Hồng Loan nói thế nào? Chị có tận mắt thấy, mắt thấy tai nghe chưa? Hình thì hình đâu, video đâu? Hồng Loan nói cái gì chị? Thậm chí vì chị mà anh Vũ Luân với chị Ni nhém xíu nữa là cãi nhau. Còn cái ghi âm đó thì chị tự biết rồi. Không thể nào mà ghi âm trong máy chị mà tự nhiên nó lọt qua bên nước ngoài để cho mấy mụ bánh tét đăng lên để hiểu lầm. Vậy ai là người hại? Chị chứ mọi người khác. Thật sự em không muốn nói đâu, nhưng mà tại vì thấy chị bệnh cũng tội nghiệp, nhưng mà chị lên chị mắng, chị chửi từng người, chị nói ghét và thua. Bởi vì sống trên đời này quý vị thấy không? Đó, ăn được không ăn được cái bị gì cái đi 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 quay xe ngược lại, bởi vì người ta gọi là hai mang là đúng rồi. Đói quá chửi với cái bông hộ này, đói quá ăn miếng luôn rồi. À, cô chú anh chị bán cái này là bánh lòng phộng nha cô chú anh chị ha, thì một bịch nó gồm 5 cái giống như 5 cái gì là 120.000. Này ăn nó ngon lắm cô chú anh chị, quý vị nhìn thấy không? Nó không có bị ngán, với cái thứ hai là nó không có bị mà ngọt quá, với nó không có bị dính răng. Vì ăn này thấy không? Đâu có dính răng đâu. Đúng không? Vậy thấy không? Đi trách chửi người ta, mắng người ta là ghét rồi đòi kiện. Trời ơi, chị muốn người ta gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng á. Chị còn tham gia, chị còn nói gì về người khác thì làm gì không cho người khác nói về chị. Lần đầu tiên em thấy luôn á trời, một cái người mà tự bay vào drama xong rồi bị cái gì cái nó phải ít ra Hồng Loan phải cảm ơn tôi một tiếng dù ít dù nhiều. Chị mới là cái người mà phải cảm ơn Hồng Loan á. Tại vì á chị nhận được lợi nhiều lắm. Chứ đừng nói ha. Thật sự ra chị sống như thế nào mọi người hiểu hết à. Đó. Thì thôi nói như đó thôi đủ hiểu rồi, mốt chị nói nữa thì khui ra tiếp nữa. Còn nhiều chuyện lắm, thâm cung bí sự nhiều cái lắm cô chú chưa? Làm YouTube này nhiều cái ghê gớm lắm. Hôm nay có thể là bạn nhưng mà mai có thể là thù. Nhưng mà những cái người mà thứ nhất nè, bây giờ lại thêm thánh kiện nữa rồi. Thấy không? Đi với bên kia giờ là thành thánh kiện này, đòi kiện người này, đòi kiện người kia.
Rồi bây giờ là tung ghi âm nữa. Thua. Thôi, tôi cũng xin kết thúc cái video đây ha. Thì cô chú anh chị thấy hay đó, nhắn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Nhớ mua bánh đậu phộng ủng hộ giúp em nha. Một bịch nó tới 5 cái rồi. Hết không có bự gì nè. Ăn đã luôn. Để làm quà cho người thân thôi. Là để Tết đó, trong nhà hàng cũng rất là ngon. Đó, thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.